xúc của mình sau khi tham gia chương trình Hành Lý Tình Yêu, mình cảm thấy nó khá là thú vị. Mình cũng nhận được khá là nhiều lời khuyên và những lời góp ý của bên tổ tư vấn. Tổ tư vấn có một chút là sáng mà để mình chưa đến được với người mình thích. Bởi vì cô của mình khá là một người khá là chững chạc, là một người chững chạc với suy nghĩ và một người để giới hạn khá là có sức hút của mình. Mình đã cảm thấy mình đã cố gắng hết sức thể hiện những cái tốt của mình cho cô ấy biết. Nên là mình cũng không nuối tiếc. Mình cảm thấy trong một mối quan hệ nên cần những sự thành thật và chia sẻ với nhau. Không nên có những sự lừa dối. Sự lừa dối có thể làm một mối quan hệ tồi tệ đi. Thay vì những lời lừa dối thì chúng ta có thể thành thật với nhau ngay từ đầu để nhận được tình yêu chân thật của mình. Thì đó mới là câu bấm thì đó là từ từng trải rồi, cho nên là những cái xếp của bạn câu bấm rất là muốn. Tuy nhiên về cái lúc ban đầu thì cái mặt thứ hai của mình đó chính là mình gác bồi bọn mình muốn tìm một người để sắp xếp cuộc đời mình. Thì lúc đầu thì Nguyễn có thể là mọi người chưa hiểu rõ cái ý đó, cho nên là nhận xét một sai một tí của mình. Đối với cái ý đó thì mình muốn tìm một người có thể là cùng mình thay đổi tính cách đó, chứ không phải là áp đặt người đó về sắp xếp lại công việc của mình cũng như là những cái vụ bộ của mình này. Với Nguyên thì khi tham gia game show này thật sự ý nghĩa đó với Nguyên. Tại vì Nguyên là một người không phải là tiếng người thích chia sẻ, cho nên là những chuyện bí mật của Nguyên giữ cho riêng mình thôi. Nguyên rất thích khi là nói với ai, thì nhờ có game show này thì Nguyên mới có thể là chia sẻ những cái bí mật của mình cũng như là bộc lộ cái bản thân, cái tính của mình ra để cho mọi người hiểu Nguyên hơn. Nguyên nghĩ là đó là có thể là xem một cách mới càng được lan tỏa, tại vì khi mình thẳng thắn nói ra tình yêu của mình, những cái bí mật của mình thì giúp cho Phương hiểu mình hơn, có thể là cảm thông mình hơn.